Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đang được đặc biệt quan tâm trong sáng nay đó là vụ việc xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Desang Việt Nam, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, khiến 4 người tử vong vào tối qua ngày 18 tháng 7. Hiện tại danh tính các nạn nhân đã được xác minh. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã kịp thời có mặt tại hiện trường để động viên thăm hỏi gia đình các nạn nhân, cùng với đó trực tiếp chỉ đạo để nhanh chóng điều tra nguyên nhân của sự việc nghiêm trọng này. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 7, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Desang Việt Nam có địa chỉ tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì xảy ra sự cố trong quá trình làm việc đã khiến 5 người thương vong. Tính đến 1 giờ 30 phút đêm 19 tháng 7, có 4 nạn nhân tử vong là Vũ Sa Huỳnh, sinh năm 1984 ở phường Dữu Lâu và Lê Hùng Vinh, sinh năm 1980 ở phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì. Trần Văn Thẫm, sinh năm 1963 ở Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Dương Văn Sau, sinh năm 1984 ở Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Một trường hợp đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh là Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1987 ở xã Gia Thanh, huyện Phú Ninh. Trực tiếp kiểm tra hiện trường và cho ý kiến chỉ đạo để xử lý sự việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Đại Dũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Desang Việt Nam trước mắt phải chủ động làm việc với thân nhân những trường hợp tử vong và bị thương để động viên, chia sẻ và giải quyết những yêu cầu chính đáng của họ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tránh tình trạng nảy sinh bức xúc từ phía người nhà đối với công ty, bố trí phương tiện đưa thi thể họ về quê để tổ chức an táng theo phong tục tập quán tại địa phương. Bên cạnh đó, ông Hồ Đại Dũng cũng yêu cầu công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, thành phố Việt Trì và công ty để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Bệnh viện Đa khoa tỉnh tích cực điều trị nạn nhân đang bị thương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Đại Dũng động viên, chia sẻ nỗi đau, mất mát với thân nhân các gia đình, đồng thời trao cho thân nhân gia đình mỗi trường hợp tử vong là 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho trường hợp bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Desang Việt Nam, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn Miwon Việt Nam, là doanh nghiệp FDI vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh các mặt hàng bột ngọt, hạt nêm, mì chính cũng như gia vị.